Hello everyone, welcome back to my channel. So today nè, các bạn xin chào cùng sang chiếc máy một căn channel của nhóm. Hãy trong video này nhóm đang bằng hàng bằng ổn. Ẩm pi thân nặng pi và nó không sang lề. Ok. Ta topic của nhóm cứ what is a noun. Ta với tư chỉ noun. Ta với tư chỉ noun. Đã phải hiệp sạc mà nhóm cứ niệm. Đúng chứ? Nó không vì có sang lấy bóng phụ nâng hãy tha dương biên part of speech. Và part of speech này cứ xâm khăn bên tên là bóng phụ nâng sắc sạp sang lấy rồi còn nâng đã trong chép sang lấy trâu tại school part of speech hay nâng đăng pin dùng này hay nâng khá pra vào việc bản trầm trâu và bây bóng phụ bằng cao chi lực ba bằng cao chi bằng cao chi cách thức ăn, rồi có sầm nếp xem xét, trâu ở đạo vía ở trong cả lái hay là người ta miên phiệp trầm trầu tớp phía sang để dưỡng para kịp lâu cả bạn. Và chương sầm khăn á để bọn ôn trâu score part of speech đang phẩm bay này. Và chương được không sang lấy miên part of speech chung luôn phẩm bay này từ tim mũi rồi miên noun. Thì P, pronoun, thì B, verb, thì 4, adjective, thì 5, adverb, thì 6, preposition, thì 7, conjunction, and thì 8, cứ interjection. Và tiếng 8 này cứ miền nâu group, và thì cần lại, và cứ phía, ôi tại phía nó không sang lấy, cứ vị trô con 8 này. Và xin chỉ mà men chỉ noun, có chỉ pronoun, men chỉ pronoun, có chỉ verb, men chỉ verb, có chỉ adjective. Và chúng tiêm tiêu bằng phôn score thân nạp viện trong ổn nâng đồng bây riêng viên bằng cách chi là bác chi sentence ở bàn trầm trầm. Và chúng viện mùi mùi về miền thân nạp viện bỏ viên hay thật ta viện nâng dân cô tại đặt nó tròn na bằng toa phía viện nè. Ok chúng xin cảm thấy bằng phôn nâng subscribe channel bọc khí nhóm hay đã rút cẩn đẳng lúc bằng phôn nâng thủ bàn mê riêng phía sang lê lò lõ chỉ vẫn to mình thoát tiền hay khi nhóm nâng chi dư bằng ca video hỏi bàn cục đang trầm bay chùm lịch nâng tèm đó cục trầm bay part of speech nâng tèm đó chẳng bị noun, pronoun, verb và lại cứ ngày nay dương sắc xa một bì noun là ta với tới chi noun, ta với tới chi niệm chính nhân squal nâng nà có tăng với dư co xa mai dương tăng bì thân nặng bà thông rồi hồ đò lỡ cứ dương tài lưu kru nè kru bằng riêng dân thà niếm và niếm chẳng tôi bây giờ chung mục kê hào thà niếm đá và chung mục nó hết cư chỉ niếm và chẳng lời phía năng tiết bóng phụ thử thầy squal là với chỉ niếm nó ngọt bật gót với chỉ nào nâng hai ta viên miền tù này kì dàng mấy hai ta miền bằng màn bằng phệt và hai nó không lập bạc và nó không xem thân đây dân cua tại đạo viên lập lại nè. Ok nhi chỉ chụp nội sự khăn là bóng phụ thử sắc sản. Và trong complete tam đáng sắc xa dùng một chương bát trong video này tăng tỷ đáp đồ đó chọc từ bóng phôn đừng si chùm rỡ rồi có ai tha dô lô chú bác ông pi mê riêng ní. Và chân một nâng chạp đám chân xong rồi bóng phôn share video này bạn. Ok I like chơi nâng chăm comment nộp về để bóng phôn mê xùm nú rồi có trong xùm nông phố ấy. Ok tầng lưới nhóm chắc đa bằng hai những pi definition rồi bằng noun thật ta noun cái chiều vậy và ok chứng definition nó không sang lễ từ ní dụng ở đây rồi bỏ viết từ a noun is a word a noun is a word that names a person animal place thing idea and emotion. Ok, again, a noun is a word that names a person, animal, place, thing, idea, and emotion. Ok, nhìn chẳng, nhìn dùng ở đây là bọn noun cứ, em xong bọn bài ấy, niếm cứ chỉ biết, và word này, bài thật biết, cứ chỉ biết, dial, that, dial, đặt chmua names name thông đa chỉ noun như phải đặt chmua còn đây nơi tí ní viết đa tui chỉ kỳ giá sẵn chỉ verb
dương pra tha chmu mà đã chmu mà đã chmu rồi có how chmu a person nó cứ mà nút và animal sát place ti cần lái thing vật thô rồi có đường ráo idea cùng nít rồi có tu sân ác and emotion hai nấng arom và arom phục hệ arom ok chúng chúng xong xong rồi còn tiếp ta niệm cư chỉ phiện đá đại chu rồi có hao chu mà nú sát ti cái lái vật thô cùng nít rồi có arom xem gì và ok chúng bong bồn squall đăng ký ạc tình này rồi còn dùng này bỏ vía thành nào thì chịu vậy chúng cứ chỉ biết tương lai nát đẹp đạp dương thì chú mùa nú sát thổ tiền cái lái và cùng nít rồi có rộng xìm xìm ok chúng tôi chỉ mùa nú mà nẹ ní chi niêm và mùa nú pin nẹ có chi niêm chúng sát ôi ta sát sát ở vầy cái đó sát thầy chi niêm nữa và vật thổ thì chỉ là ní chi niêm hay ti cái lái và quy chỉ niệm và chúng dùng như thì họ ok examples Mrs. Dara ok she's right Mrs. Dara chúng chỉ chmu mà nu mà nẹt và chmu mà nu mà nẹt và chúng ai ta chmu chmu ai cái đó chầm rong có chỉ niệm Dara có chỉ niệm Nari có chỉ niệm John có chỉ niệm Jackson có chỉ niệm chúng ai thì chú mua mà mình trâm thì chú mua mà nuôi chú mua sát xem xem thì chỉ tuần sai thì chỉ copper mà nó sát thì chỉ niệm nào bà Paris bà Paris chỉ chú mua thì ti gần lại mùi thì còn Paris bà Paris chúng ai thì chú mua ti gần lại thì chỉ Phnom Penh thì chỉ Bangkok thì chỉ còn thì sẽ nụ thì chỉ Cao Phong Chanang Phong Cham sát tái chỉ chỉ noun đúng không? Và chỉ niêm đúng không? Chúng mình khuyên ta tràn mềm thèn và tràn rộp rộp cầu và niêm chẳng chỉ là thân áp vị chỉ niêm khi tràn mềm thèn book đây chỉ sự phâu nên vị trí vật thộ và đây chỉ sự phâu đây chỉ sinh print đây chỉ laptop đây chỉ với website thiết ai ta vật thộ cứ chỉ niêm và chẳng bằng phần thuộc cặp chẳng nằm ta thân áp vị chỉ niêm doctor vị trạm bệnh đất chỉ niêm linoptajika có chỉ niêm của lit có chỉ niêm kru bằng riêng có chỉ niêm ai tầm mục độ bo ok diêm pi mà nục và mountains và pi cả lại nhé mountain chân phnom prey phnom băng bua sầm mốt pan day mây popo ấy thằng nó sắp tới chỉ niêm này ngọt bạn sports và ở đây kể là đôi giờ kể là bảo tốt kể là bảo bo kể là rất tận năng kể là về con goal thằng anh nó sắp tới chuyện niềm thằng nào car land và land dùng ho mô tô con rồi tê ấy nó sắp tới chuyện niềm religion ok religion sasana và sasana sasana nó cái gì noun hay chúng mua sát sanh mùi mùi đôi chi sát sanh phật sát sanh kri sát sanh islam thằng nó rất là chỉ nào nữa chỉ niệm nữa fear và fear people class và people class có chỉ niệm đá thì đời chấp làm đời phiền rồi có chấp làm đời cả nữa hết fear chỉ people class time people có chỉ nào surprise people people và people people có chỉ niệm này chúng surprise ai chỉ noun phong ai chỉ verb phong và ai chỉ kỳ là sắp phong ok hai miền niêm rộp sập cầu liền niêm gì ok ở đây chỉ ở đây chỉ vật thổ ở đây chỉ ti cần lái ở đây chỉ sát ở đây chỉ lúc ở đây chỉ cùng nứt ở đây chỉ rom và xuất tài chỉ niêm thằng ngọ và emotion và ok chúng chim sum bị chạm vào tiết hà nội non phải sang lễ miền part of speech ấy cứ chỉ cương sầm khăn nội non cả bận đồng rồi có bận cao nơi là bài
chứng nó bị là dương squal lọc bịa này môi là môi thà vi miên thạ bị chỉ ấy thà vi cua thể nó tròn nát nó không sentence cứ bong phố nằng miên thạ chỗ bả lo nó không phải xa ông lấy mình thà phải xa ông lấy phải xa na na có miên part of speech này chỉ sai cứ xa mà dương cần đón cứ miên thạ này bịa chứ miên niêm và khi mà bỏ ra tam phẩm bảy này cần đón cứ noun niêm pronoun subject niêm verb kia sắp adjective conundium adverb conkitya preposition thnep conjunction chnop interjection cứ ưu tiên là sắp ok chương tăng phẩm bấy này sắp tới thnep nhìn biệt chương bóng phôn sắc xa ẩn mùi mùi thua ai bóng phôn miên phần lưu nước nông ska sắc xa sàng lế chùm rung nhờ bóng phôn ai pra phì sàng lế bàn càng tệ chắp bàn càng tệ lươn bàn càng tệ lọ ok được chứ này trong video này khi em xong quan tâm bằng hai data quay tới chín điểm và hai tuần dùng mình đây chẳng đó hai bằng hai nữa thì họ môi trường luôn để bằng phone ai vô từ bấm bay và vô từ sắc xa bằng time ra thì ấy tiếp đây vì chín điểm mà tiếng móc hỏi tại chi tiền gần lại nhau tại chi vượt thổ tại chi cùng nứt hỏi tại chi sát tại chi một nút xuất thai chín điểm tiếng tiếng ở trong bằng phone ai tiền vô mà sắc xa sao chịu bỏ tỏ tiền bà ok chân chung kết hà nó không ca phải chút bọc nhóm ca bằng hai bằng đi dùng đầy bọn niếm chọc trầm vấn đích hay và chặt tục hà ní chi video ti muối nó không ca ba ca bằng riêng bằng đi part of speech tất đo bọn phổn hay khi nhóm nâng bằng các video bằng riêng bọn phổn bằng thêm hốt đo ọt tàng phẩm bay này tàng đón hai chúng tôi nào nghe tiếp sắp từ mình chọc trầm vấn đề nó miên video cao chị nhóm nâng bằng các video bằng top đã khi mình lực tập bóng phố nằm phí phí tặng này niếm nó không lập bác hai nâng mục nghe rồi bảo vệ ta nào nâng ta nào nâng ai đã tu chị ấy khắc bản và khi mình bằng hai nó không video cao complete bóng phố subscribe channel bọc nhóm đã rút cần đừng làm bây và bây giờ khi em upload video cào ấy mắc bong bong nâng từ tù bà đầm nâng việc chồng là notification và trên bong bong bật xin chỉ pin chặt nội video này bong bong chọn tông like và hãy subscribe share video này thì cần bong bong một phép hãy bong miên chùm ngó lưu coi ta trong bản thêm nửa vậy để khi em mình bàn lực lắng bong bong này comment ở thằng cào bàn ok em đi đi từ tù nơi mà tệ như bò làm bài cà đúng không bạn hãy ủng hộ mình tên bóng phụ này bạn cho một tập sản nó trong channel của bọc nhóm nó trong video của bọc nhóm và chúng ta video này nên theo dõi xem là bóng phụ chúng rịp lý trong tập phần này và lại chụp lên nó trong video bằng tuộc viết đại khi nhóm nâng upload máu hay bóng phụ nâng sắc xa bằng thành thì Paraspeak của ta Paraspeak cứ sống khăn bằng tên bạn nó trong video của sang đấy cứ nên Paraspeak hay nâng tense đại sống khăn bóng phụ nó bây giờ bọn phụ check part of speech back check tense back cứ bọn phụ này trao sao để bàn dần trầm trở hỏi nâng hả ta đòi miên thủng lực chất tên nó ok ông con chan bọn phụ nói thế chúc nhìn con ông video bởi tọc bye bye hello everyone sử dụng nhận thông này xong xa cùng xa chết mấy một thằng channel bọc em bạn con ông video này khiêm xong bằng 2 nhằm tí tù nít tí rồi bỏ niềm chúng nó không video muốn khi em bàn bằng hàng rồi thấy pin này dùng ở đây là bỏ niệm noun what's a noun hay thì anh ấy khi em xong bằng hàng thì tuần này tỷ chẳng tuần này tỷ cứ xong khăn nè để bọn phong trở thành qua thành noun về miền tuần này tỷ thừa vậy khác nó không là bạn là mùi mùi bạn ok chẳng khi em xong bằng hàng đoàn tiết nơi này dùng đây là noun chúng phụ bọn phong là một toàn bàn cho thật sắc xa trong video muốn xong bóng phôn cho chúc trong channel bọc nhóm hay bóng phôn hai cho rôn ở video hãy nhóm bằng hai nhóm pi dùng ở đây là bỏ niềm và toàn chân dương sắc xa một đoàn tiếp theo definition của nó a noun is a word that names a person animal place thing idea and emotion và examples Mr. Dara parish book doctor, mountains, sports, car, religion, fear,
time, surprise, etc. Chúng nghiêm thì chỉ tiện đài dân tạp chmua ở một lúc sắp tì gần lái vật thốt nâng cầm nhật nâng ngọt rộng hồi thì họ được chỉ lục đà rá ở Paris ở Sip Hấu ở Bình Chăm Bình Đất Phân Úm ở Cây Lá ở Lán Sạc Sá ở Cà Phê Lát Phê Hồ Đía Cà Phê Áo rí coi chỉ bị xem xem thì drop sập mơn bị miền đảo tu chỉ niệm mà ok ta nick con này chỉ ca rụng lực tế nhưng chẳng nhưng lỡ nhưng bằng hành bị tuần ti là bọn niệm thì mình bảo một lần khi chập đám chúng xong mọi bọn ôn check subscribe channel một nhóm nằm với từ tu ban mê riêng chỉ phần toàn toàn tiền hay bọn ôn complete like and share video nick để cần mật thẻ bọn ôn bạn tổng chân dân chạp đàm thần đón thật tá tuần tì được bọn niếm nghiên là vậy là chân khiêm xong bị chạy thá khiêm lợi dụng tuần tì được bọn niếm chung đến phạm phì bạc chân nghiên này thá niếm nghiên tuần tì phạm phì dàng chân bóng phô này tạm đáng chân một chân bạc vàng tổng và tuần tì tìm mũi từ subject of verb subject of verb cư chi bật thiền này kê giả sạc bạc chân tuần tì bọn niếm cư đào tư chi bật thiền nó không lọc bạc bọn bọn mơ thì họ Mr. Dara teaches English chẳng Mr. Dara này chỉ phật hiện bà cho nó cả một kỳ giả sẵn teaches này cứ chỉ kỳ giả sẵn bà Mr. Dara teaches English chẳng Mr. Dara cứ Mr. Dara bằng riêng thì sang đề bằng riêng cứ chỉ kỳ giả sẵn chẳng phật hiện nó không là bản cứ Mr. Dara bà mới tiết Paris is the capital city of France tỷ trọng Paris cứ chỉ Richardini này Barang và Rottini này tên Barang và Paris bạn chẳng Paris chỉ trở thiên là không được bạn ok chẳng khi bằng hai nhiều tiêu tại pin như thế chẳng bằng bộ này sừng kê ai sắc xa sáng chiều to tiết lâu là bạn đại miền niềm chỉ trở thiên và cứ miền tràn và không được bạn ok, chẳng khi nhóm bình to từ tu này tì được bọn niềm TP và TP the second direct object of verb chẳng khi chỉ cam mà bọt tòa này kê đi giả sẵn để dùm miền thì họ từ Mr. Dara teaches English chẳng English nửa phê này cứ vì đã tu chỉ direct object cảm mà bọt toàn chứ cảm mà bọt khi xung đạo từ lỡ biết đá vì từ tua rong một bờ vì cái giả sản chứ cái giả sản của mọi dưỡng cứ teaches hay cảm mà bọt toàn cứ cho nó bằng tỏ vì cái giả sản đấy bạn ok chứ teaches teach what teach English mà chứ English thì nè từ tua nó một bờ vì cái giả sản teach bạn mới chết I want to visit Paris. I want to visit Paris. Thế khi ông chẳng tôi lấy thì không phải đấy. Chứng ở visit chỉ kể là sắp I Paris này cứ chỉ direct object. Ok. Và chứng này cứ chỉ chúng là TP chỉ tuần TP cứ đa tôi chỉ tham một bậc tòa này kể là sắp. Tổng chứng dương từ tuần TP cứ indirect object of verb indirect object of verb cảm bọt mình tỏa chỉ cảm bọt mình tỏa chứ cảm bọt mình bị bộ phê nên cảm bọt tỏa hay cảm bọt mình tỏa tổng chứng nhân sắc sao thì họ Mr. Dara teaches students English Mr. Dara teaches students English và chẳng dân mơ thà dân bế ní dân miền cảm bọt phì thì mỗi student speak English và chân dân vì phía mơ thả thả cảm một bọn tiếng phí nâng mùi ná chỉ cầm vật tỏa mùi ná chỉ cầm bọn mình tỏa chân đầm bây đâm thang mùi ná chỉ cầm vật tỏa rồi mùi ná mình tỏa cứ dân thờ xua thang Mr. Dara có bằng riêng ở quay what does Mr. Dara teach dân ta chạp đam đời what chân khá ná dân chạp đam đời what cứ chậm lái cứ English teach English chân tổ bố nói có teach English
chẳng dân khơi nhé cứ English chỉ cầm một bọt toa đôi hàng lời chẳng và nãy mình toa cầm một bọt toa to student bà student teach English to student tạm biệt bây giờ sẽ say rồi quên đó cứ Mr. Dara teaches English to students bà chẳng student ấy cứ chỉ cầm một bọt mình toa bà ok chỉ cầm một bọt mình toa à mới đấy I give my friend a book I give my friend a book. Đôi khi thằng lời đá dừng đằng trong đằng ta ta cầm một bánh chỉ cầm một toa rồi cầm một toa một bông xua là ta give away. Và what do you give? Và what do you give? Trong bài cứ give a book. Và give a book. Chính book này chỉ direct chỉ cầm một toa hay mình toa cứ friend. Và give my friend a book. Và ní chia thì họ này cầm một bọn mình tỏa và chẳng dừng cho tôi tuần khi người tiết rồi bỏ noun cứ object of preposition và object of preposition đấy cứ chia cầm một bọn rồi bỏ thế này bà, object of preposition cầm rồi bỏ thế này chẳng bằng bốn squal thế này cứ dùng mình đôi chữ in on at under tràn tiệt và chúng bạn bọn ai squal hay bị cầm bọn ta bọn 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 mình toàn squal bọn bọn ai comment cơ làm comment hay khi mình đang bật cam video bỏ sang một bị preposition bên đấy khi mình đang bật cam tiếp để ra khi mình đã cô đào thay khi mình đang bật hàng video để tôn từ đường part of speech đang tầm bay đang tầm lon chứ khi mình đang chắc làm bị noun tới mùi bị noun tới đó và pronoun change the pronoun the verb change the verb the adjective the whole lot preposition ba okay chúng bạn bọn complete subscribe channel របស់ ខ្ញុំ ដើម្បី រងចាំ ទទួល បាន មេ រៀន បង្ហាញ អំពី part of speech ba okay អញ្ចឹង ខ្ញុំ បន្ត ទៀត ឧទាហរណ៍ កម្មបទ នៃ ថ្នាក់ គឺ I am interested in English I am interested in English ba chúng mình vẫn khởi hành mục English cứ dùng đến in và cái này vì cho mình có bị preposition in ấy và preposition in vì chỉ cầm một bát robot thế này mình mới chỉ cầm bát robot cái sắp tới ok chỉ cầm bát robot thế này và hay mối tiếp cứ I stay at home và I stay at home chứ home ấy chỉ noun để đa tu chỉ cầm một bát robot thế này at và at I stay at home chứng hôm nay chia cầm bot robot at ba ok chứng này tôi chia tuần tí tí buồn tỏ lời dân chlong cho từ tuần tí tí pram ba tuần tí tí pram ba object of a verb ba object of a verb ta vậy tới chia verb verb tôi chia pịa sầm đầy rồi gọi chia pịa tai cầm lái pi kể giá sắp ở việc đa tu tới chỉ noun rồi có đa tu chỉ adjective và chương verb bốn thì chúng ta từ lời kệ giả sắp để kệ bẩm lại viết ở tới chỉ niềm và chương vị chỉ cầm một bọt này verb bốn mình chỉ cầm một bọt này kệ giả sắp để trong bàn kệ bẩm lại tu một tí và ok bóng bốn mơ thì hỏi teaching English is my favorite thing to do Teaching English is my favorite thing to do. Chúng ta bằng riêng phía sau lễ cứ chia chùm nông quay để chúm chô chất thuở. Ca bằng riêng phía sau lễ cứ chia quay để chúm chô chất thuở. Tạm bất tức cái teaching này vì chỉ kê giả sẵn. Bạn đáng cái time ING đầm bây bậc hát với tôi chỉ chờ rằng. Chứ mà clear này, teaching English này phía hào thá chờ rằng phrase. Hay bảo vệ dân nhạy tức cứ English này chỉ noun và chỉ niệm và nói niệm tu này ti cái này nó ấy tu này ti chỉ cầm một bát rồi bao verbal teaching này chỉ verbal bao teaching bà ok to win the game is the hardest thing to do to win the game is the hardest thing to do và chẳng bóng bồn kể mà to win thôi mà nó chỉ kê giả sẵn và nói nó bên này kê cầm lại viết ôi tôi chỉ ôi thì chỉ cho infinitive ba infinitive phrase ba chúng ta vì miền tu này đi đôi chỉ niệm ba chỉ sáng trịnh
to win the game. Chứng mà việc cần sau mấy cái ao tháng infinitive phrase đa viên đa túi chỉ subject cần đôi chỉ nào ta chỉ vật thiền và đa viên man chỉ noun phrase và to win the game và trên game này vì chỉ noun đa viên tuần thì chỉ cần một bắt đầu vào ball to win và to win. Ok, chẳng dừng cho tuần thì tiếp theo mùi và tuần tiếp theo mới cứ object complement. Object complement viết chi ca bằng cụp và complement nhưng chúng ta ca bằng cụp này từ chi tiết đại dương phá là mấy bằng cụp này đó ca bằng bọt và dương đó tham nộp nông sentence cứ liên subject liên object và liên vật thiết liên ca bằng bọt chẳng niêm môi trường nuốt cứ không niêm càng on nâng không cả lại tạm mũi cứ viết nào tôi chia nẹt bằng cột lấy đó cả một bọc và trong bóng bóng một sentence I consider you my brother và I consider you my brother và chẳng khi nhóm chạm tục nẹt chia ôn pro bọc nhau và pro bọc nhau chẳng mai cái này nữa viết bằng cột lấy ở you và time at the lấy ở you và ta object complement object với chỉ you nè. I consider chỉ kia giả sẵn ai nít chỉ vật thiền chứ I consider you chỉ object hai tiệm my brother nít cứ còn là chỉ tiệm bằng cục nấy tạo you và những cái hào thác object complement và we will make the party a great event và đôi cái nít càng lớn chứ we nít chỉ subject will make nít chỉ kia giả sẵn hai the party nít chỉ object hai event nít và event ấy cứ vi chỉ object complement và party chỉ object chứng event còn là chỉ complement để một group ở trong này party great party và ok chúng tôi từ đó tuần thì trong pi đại chỉ tuần thì trong cao hay là bao niệm hay là bao noun cứ nó không sang đấy cứ cái phrase chỉ là cái này a position apposition cứ chỉ biết đal về bị chế ắt từ này từ ao niêm nó càng mộc việt thì ta chế ắt từ này để niêm này cái lực lăng nó càng mộc ok chứ như mà ưu thế họ này từ Sienville a coastal town is so beautiful yes Sienville a coastal town is so beautiful bản chân dân khởi tháo ní cứ vía chị opposition từ ao xiên ở biểu và chân kê bị cả lại tháo ní cứ chị opposition từ ao xiên ở biểu cứ vía prap rồi còn time prap qua rồi biến một tí niêm đại cái lực màu hàng một này và xiên ở biểu coastal town is so beautiful what time my old friend và work at ABA Bank và chẳng những cái friend được nghĩa từ prap nè để đọc rồi còn nè để ăn nữa ta một tháng cứ chỉ my friend và chẳng friend thì chỉ opposition trong buộc một tháng và okay. Như là mình lúc tầm mùi và mình tầm mùi và ok trong bóng phụ nào kia giờ mình đọc thì mình chọn thấy hay bà xin chị bóng phụ mình sừng nua rồi còn nữa tầm mình chọn ngõ xin bóng phụ comment hãy complete the like and share video này hãy mất phép bạn sẵn sàng được bóng phụ này complete subscribe channel hãy đã rút cần đăng bóng phụ nâng tự bạn mê riêng phía sang để lo bị khiếm và đã ít kết lại hãy khiếm xôn chung phô hãy bóng phụ mình sọc việc đó hãy kết phát vì của chúng rãi tình lại xâm rập vì thi cho chân năm thầy cảm mục này và hãy dừng complex thì sạc cà phê luôn vì COVID không buồn cứ bởi cống bởi cà phê và chẳng cho chân năm nó có thể ngọt nếp và chúng biết đi bóng bộ ngọt nếp chúc nếp nó không bị đổ bẩn tốt nhưng mình lợi lá ngầm phí đọc hết niềm nhớ mong bằng hành động bóng bộ và xong một cuốn
Hello everyone, welcome back to my channel. So today nhà thờ khí xung xoa cùng giải trí mấy một căn channel bọc nhầm. Và ngày nay khiêm xung bằng hai bóng phôn theo phôn tên lưng bọc hết của bọn nhầm. Và types of noun. Những types phía dương phải thật bọc hết bằng nhầm. Những video muốn khiêm bàn lợi dụng mà bằng hai bóng phôn theo phôn tên lưng tu nịt tì của bọn nhầm. Hãy nick video trong cõi thì anh dùng pin niêm, cứ dùng dịp đi bộc phết niêm. Chứng niêm về miền bộc phết tràn giang và chứng là miền tầng óc miền vùng bơi bộc phết trong sông lực làng và chùa mỏng ổn. Cứ bộc phết tí mũi cứ prop thì hạ thật proper noun. Number two common noun. Number three abstract noun. Number four concrete noun. Number five countable noun. Number six non countable noun. Number 7 collective noun, number 8 compound noun. Okay. អញ្ចឹង នៅ ក្នុង video នេះ បង ប្អូន នឹង សិក្សា ទាំង និយមន័យ ហើយ នឹង ឧទាហរណ៍ នៃ ប្រភេទ នាម ទាំង 8 នេះ បាទ អញ្ចឹង មុន នឹង ចាប់ ផ្ដើម សូម បង ប្អូន អ្នក គ្នា ចុច subscribe ទៅ លើ channel របស់ ខ្ញុំ ហើយ ដាក់ រូប កណ្ដឹង ដើម្បី បង ប្អូន អាច រៀន ភាសា អង់គ្លេស ជាមួយ ខ្ញុំ បាទ តាម រយៈ channel YouTube របស់ ខ្ញុំ បាទ hãy complete like hãy share video này để căn mật thẻ bóng phôn hỏi bạn riêng đôi bóng phôn đài và bóng phôn miền chủng ngon rồi có miền sửng đua và bây đài sắc xa dùm bước cho mình toàn chứ mắt xong bóng phôn sửa xe được lòng cloud comment và hãy dạng mình tiết xong bóng phôn chiếm sắc xa tăng kịp đám rồi hốt đỏ trọng này video tức bóng phôn từ thu bàn chùm này đang bình lĩnh và tổng chấn tam đàn chùm bước chấm vì đam video rồi hôm đó thì mình chọn video tập mình chọn đám. Ok, chẳng khiêm lực nơi tập hệ niềm chi mũi cứ proper noun chẳng proper noun như ra thành niềm ạ xa thì là nè và khiêm sẽ xe chọn cái này cứ như là thành niềm ạ xa thì là nè và niềm ạ xa thì dân tìm mối dân sắc xa một definition dân phát thà nhiều mà nấy dân sắc xa một nhiều mà nấy nên niềm ạ xa thiệt ta niềm ạ xa thiệt cứ chỉ niềm lại cả nạc bạn mình. A name which refers only to a single person, place or things and there is no common name for it. In written English, a proper noun always begins with capital letters. Bà, chẳng niêm ạ xa thía bóng bóng đặc biệt thì sao mà những ạ xa thía mà được tuy nâng xa thía là nạn nữa chẳng ạ xa thía là nạn nên đây thao mình xa thía là nạn nên đây chỉ lẽ là ai cái chuẩn bà. Chẳng như mình ấy khi chỉ chú mùa đã xứng đau từ lơ mà nu tai mình nè cốt và nu tai mình nè ti cần lái muối vật thụ muối hai mình biến chua lẽ cả nè xa thiệt là nè tu tấu sầm lạp vị tề chẳng bên đây thà chua muốn cứ chua ai cái chuẩn bỏ kì và chẳng nấu nóng sầm nê thì sang lấy niêm ạ xa thiết cứ tai tai chắp đam đòi capital letter đòi ạ xò thùng chẳng bóng bồn thử chăm tha niêm ạ xa thía cứ nô pê đại dương sở xế cứ dương sở xế chặt đám đòi ạ xò thùng mà cái tia hó example chmua đà ra phnom penh và chỉ trong phnom penh chmua và chỉ chmua đà ra bóng mừng nét phnom penh chỉ chmua tì gà lại muối Cambodia chỉ chmua phật tê muối chầm rong chỉ chmua mừng mừng nét Amazon chỉ chmua tì cần lái được cầu cầm hồn muối và hãy miên tra lơ kỳ năng tiệt dễ tốt ao thầy chung mua xâm đào thầy chung mua vầy muối chung mua nà mà nè chung mua tì cần lái nà muối cứ dân hào tháp prop nào chỉ niêm ạ xa thiền miên em mình men mình nụ cố với anh cho chung muốn tập ra tu tâu bàn để cứ chỉ chung mua ai thì chung là một kỳ chẳng hết và nè hãy dân hào tháp niêm ạ xa thiền tổng chân sẽ gần tham bóng ôn dưới tì niềm ạ xa thịa dân châu từ niềm tì bí cư
common noun bạn common noun common noun dương pra thành niêm sa thiệt và sa thiệt chẳng vì vì tùy khi nghĩa rồi viên proper noun hay là common noun mỗi niêm sa thiệt mỗi niêm sa thiệt ok chẳng dễ pin dùng một này definition a name for something which is common for many things person or places it encompasses a particular type of things person or okay chứng common noun dùng ប្រើ than niêm sa thiệt chứng ta away tới chi niêm sa thiệt chứng như vậy này niêm sa thiệt គឺ chi ឈ្មោះ và chi ឈ្មោះ away muối đal chi ឈ្មោះ away muối đal vì ra common á, sumanh, sumrap, sumanh như cái thua mặt đá, tu tấu và sumrap vật thụ chán, vật thụ chán, menu, rồi có pi cái lái chỉ chán, chứng, hay tha, chỉ chung mùa, chỉ xa thì là nặng tại mặt đòn và, hay chúng vì bọn tự nâng phết này vật thụ và bọn tự nâng vật thụ và phết này vật thụ rư có một lúc rư có tì cắn tì cắn lại một tí ho thà country vì thà country ra thà bà tê chúng Cambodia có chì bà tê Thailand có chì bà tê Việt Nam có chì bà tê nhưng pra bị country này cứ chìa niêm xa thê rả nạc và nè na có ai hào country bạn đại và men chỉ chung ai chỉ chung đấy vì chỉ chung tu tử và vì chỉ chung tu tử men ok bro đây ta đã ra chung kế ai chỉ chung bảo kê và mình xa thì là nặng kê phần tái bao giờ gì tham men bro chung bro cứ dùng nào từ tu tử woman và tu tử đấy city trong thôi tu tử đấy phần tái bao giờ gì bị tập nông bính cứ chia cảnh lại mình xa thì lại tìm chỉ chú mục thì lại chạy cho bạc mùi và nó bây giờ như tờ xí thí hứ tu tờ và xí thí pen, bích, thá, mountain sốt tay chí niếm xa thì lại thằng ngọt và nó có ai vô tập ra bàn đài đáng bởi chú mục cứ dân ai vô chú mục tập ra để ra bàn tề chú mục nát với chú mục nâng hài chẳng ấy và với thà làn nó tiết là lán thì niếm xa thì nè nãy có anh gì tha lan và nãy bây giờ gì tha lan Toyota và Toyota viết chôn tới chi phục hết proper noun mình và là phnom nhỉ phnom thì niệm xa thì là về mình tập phnom Everest vì bị tha Everest thì chỉ niệm ảnh xa thì là mình chỉ chung một mà ok chẳng chúng cũng phục hết tiếp ví cứ nghe được phần nắng làm sinh thầm tham bóng của ông dưỡng những châu tư phục hết tỷ bầy và phục tỷ bầy cứ abstract noun và abstract noun dương trai dịp sạc này dương cứ niềm ạ rù bầy và niềm ạ rù bầy ạ rù bầy mới nên thả ạ ọt rù ọt miền rù bầy dương mơ ạ khờ tạc bàn hật khlần ọt miền khlần và nên thả ạ rù bầy abstract check definition a word for something that cannot be seen but is there it has no physical existence generally it refers to idea quality and conditions okay chúng vì niệm arupa ấy chỉ phía sản phẩm away đã mình ăn mơ khơi và mình ăn mơ khơi vấn đề viêm miên watermill mơ mình khơi vấn đề vì dân đang thảo viên viên là này ok, is there rồi mình kêu it has no physical existence nên viên mình miên phần này rụp rụp riêng dân mơ ọt khơi rụp riêng về thế ọt miên miệt, ọt miên khlân, ọt miên rụt chiệt, ọt miên ở vậy thế cứ dân bắt co mình ban phụ co mình ban hất co mình ban ok nên hà ta niêm mà rụp vậy generally it refers to idea chỉ tương tự cứ việc xem nào từ lời cùng nhất
quality គុណភាព and condition ឬក៏លក្ខណៈនាមលក្ខណៈនាមមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានដូចជា truth គឺសេចក្តីពិតបាទអញ្ចឹងសេចក្តីពិតវាថាសេចក្តីពិតវាជានាមប៉ុន្តែនាមអរូបិយថាយើងប៉ះសេចក្តីពិតបានទេឃើញសេចក្តីពិតអត់មើលអត់ឃើញទេពេលមានសេចក្តីពិតនឹងមានក្លិនអត់ទេគាត់ថាយើងដឹងតែមានវាមានសេក្តីពិត ហើយ lies ការនិយាយកុហកបាទអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះការនិយាយកុហកបានអត់ទេបាទ happiness សុភមង្គលតែយើងអាចប៉ះសុភមង្គលបានមើលឃើញសុភមង្គលអត់ទេបាទ sorrow សេចក្តីទុក្ខសោកបាទសេចក្តីទុក្ខសោកតែយើងអាចមើលឃើញសេចក្តីទុក្ខសោកបានទេ time ពេលវេលាតែយើងអាចប៉ះពេលវេលាបានចាប់ពេលវេលាបានអត់ទេលិត រសជាតិពេលវេលាបានអត់ទេបើមានមាននាឡិកាបាទនាឡិកាវាជាមិនមែនជា abstract noun ទេប៉ុន្តែក្នុងនោះវាបង្ហាញនៅពេលវេលាដែលយើងប៉ះមិនបានយើងទាញវាមិនបានយើងរុញវាមិនបានដែលពេលវេលា friendship បាទ friendship មិត្តភាពក៏យើងប៉ុន្តែបើមិត្តភក្តិយើងមើលឃើញយើងប៉ះបានប៉ុន្តែបើ friendship គឺយើងអត់វាមានរូបរាងអត់មានប៉ះបានទេ Schumer បាទសេចក្តីថាចូលចិត្តនិយាយលេងកំប្លែងអីណាក៏អត់ដែរ patronism បាទអញ្ចឹងនាមទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជានាមអរូបិយចាត់ចូលក្នុងនាមអរូបិយដែរនាមជាពីគំនិតជាពីគុណភាពជាពីស្ថានភាពអីមួយបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះនាមអរូបិយខ្ញុំថាបងប្អូនអាចចាប់តាមតាន់បាទយើងអាចដឹងថា niệm ở bấy miền này là to nhưng chỗ tôi đó là concrete noun nhưng ta thành niệm rupay niệm rupay chúng ta niệm rupay như vậy definition the exact opposite of extract noun it refers to the things we see and have physical existence mà chúng chúng ta thành viết tuy sờ lách chỉ mỗi nâng niệm ở rupay chúng concrete noun with two chmuoy ning niem abstract noun tuy khnie it refers to the thing we see and have physical existence we somdau to leu away da jeung meul khoeng hai mien ha ta rup rieng ba mien rup rieng mien mas mien miet mien santhan mien tumrong mien tumhom ba jeung aich meul khoeng ning phnaek ba jeung ha ta concrete noun chung concrete noun jeung mien ru tie ro chair cậu ấy chúng như khi rụp riêng cậu ấy những ai bạc bàn những ai lược bàn nhé tóc là table bát bowl water và các money sugar nên sắp tới chỉ niêm rụp bay thằng ạ miền rụp riêng miền khẩn miền miệt miền rụp chiết miền miền sần than miền tùm rung và nên hà tha cần việc nào và chính những cái ta niêm rupay hay nung niem rupay ot mien ay pabak thoe yo te kon na cham tha rupay mien na mien rup hay niem arupay kue ot mien rup panang ba ok cheng yeung chol teu chumnoch prapheth ti 5 kue countable noun ba countable noun yeung prae chea bhasa khmer tha niem roap ban cheng niyom manai the noun that can be counted ba the noun that can be counted kue chi niem da yeung aich roap ban countable noun can take an article under អញ្ចឹង នាម រាប់ បាន អាច can take នេះ គឺ អាច មាន នៅ ប្រើ article ដូច ជា under បាទ under អញ្ចឹង មាន មាន នាំ មុខ ដោយ under បាទ ហើយ ឧទាហរណ៍ មាន ដូច ជា chair បាទ chair table គឺ វត្ថុ ជាច្រើន ជា countable noun ឲ្យតែ យើង រាប់ បាន អញ្ចឹង ចំពោះ chair យើង អាច និយាយ ថា one chair two chairs បាទ យើង អាច បន្ថែម s ទៅលើ ពាក្យ សំរាប់ បាន នៅពេល ដែល វា លើស ពី 1 បាទ ដូច chair អញ្ចឹង នៅពេល ដែល លើស ពី 1 គឺ យើង ថែម s ទៅលើ វា វា ជា plural អញ្ចឹង countable noun មាន ទម្រង់ singular ដែល អត់ មាន s ហើយ ទម្រង់ plural មាន s បាទ អញ្ចឹង នេះ ជា countable noun អញ្ចឹង និយាយ ពី countable noun គឺ miền tràn mình tên và miền tràn chứ bông bông ai sao chưa bật thêm tiết ta
Thunderbolt nó miền ấy khác bộ bộ rồi khơi nó lịch dạng tràn này Thunderbolt nào như tức cái tràn này đó Thunderbolt nào như ai tham ế và các vị tư chùm rung plural bàn nhưng ai rõ bàn rõ môi bì bây mà one book, two book, three book, one ball, two ball, three ball, a lot of ball vậy mà ok chẳng như chỉ nên rõ bàn và dân chỗ từ phần mũi chất cứ phần tìm một mũi non-countable noun. Non-countable noun dân ta thành niêm rộp mặt bàn chẳng dân dìm tì niêm rộp mặt bàn ta riêng niêm rộp mặt bàn nó cứ dân bạch definition the noun that cannot be counted vì chỉ niêm đai mình ai rộp rộp bàn cannot be counted chẳng niêm ấy khá là dân rộp mặt bàn được chứ water và tực bóng bộ này rộp tực bàn nó mà tực thì tực dương vậy ta tức mùi đầm nọ tức pi đầm nọ tức mùi lít tức pi lít dương anh vậy chỉ rồng qua là và nãy bây dương vậy rót vô tức vô mà rót cứ rót bạch trình thì và sugar có đôi khi score và score dương anh rót score bàn thế dương anh vậy ta score mùi kiểu low score pi kiểu low score mùi là pi dương đã chỉ container chỉ tạo để màn chân bàn và nãy bờ sân chỉ ao rót trình gì one sugar những rob an bàn thì và oil và tập hết brain và brain rồi có xăng sol bơm và viên tràn tiệt và viên tràn tiệt ai dương đang gì ta one water two water như thế và nhưng gì ta one liter of water one glass of water dương anh gì bàn phần đấy one water two water cứ an bàn thì hay bông bông thì chăm tha non-countable noun cứ dương là lại bật cả plural form mà này dương là time at the vi bàn tì hay còn mình pra article and này đài bả cứ vì mình tập trung singular là hồ ta ok chứ bông bông này sắp xa sao chứ có thay là ta niềm ả rụp bay nâng miền ở vầy khá bông bông search khởi mà ok chẳng đo lại note tích của ta countable noun hay là non-countable noun nó cứ vì mình lại nặng bị xẻ ta lại nấy người ta thà abstract noun and proper nouns are always non-countable noun ok chẳng kê bị chạm vào time xong bị chạm vào time ta niêm ạ rụp bấy hay là niêm ạ xa thịa và niêm ạ rụp bấy là niêm ạ xa thịa cứ tay tay chỉ niêm rộp bằng bạc chẳng bằng ôn ảnh đừng bạc đừng tập hợp hết nên tập hết đi mua tập hợp nào ní cứ chỉ niêm rộp bằng bạc đưa ta chung đưa ta chồng rộng chẳng mình ai thêm ếch từ lời chồng rộng mà ní mình ai thêm người ta chồng rộng thêm chồng rộng như chẳng đề chồng rộng chung kia từ mình ảnh chẳng á đã bị kìa chẳng dừng ạ vì chỉ tập hết năm khóng nào chẳng cổng tiền mũi ní kia năm khóng nào thấy mùi chết cứ abstract và abstract noun chỉ tập hết niềm đại âm biến rụp ạ rụp bầy chứ chia năm khả non rồi đòi phá rụp rồi ạ rụp bầy chứ mong bộ này chỉ rụp khơi như bi krom nâng này và hai miền krom xinh xinh tiệt chứ mong bộ này thua ca research rồi mơ thành but common nouns but common noun and concrete noun can be both count and non count và nói niềm xa thía hay nâng niêm ạ rụp bấy ở xung tốt niêm rụp bấy ạ chìa niêm này rõ bàn phó chìa niêm rõ mặt bàn phó chẳng bóng bông trầu chạy nhẹ ôi đặng bạn chạy nhẹ ok chẳng dương bà to từ bà phê tì trầm pi bạn phê tì trầm pi cứ dương dương pi collective nào chúng collective noun dân phải thành niêm sản mô hạ phiệp và sản mô hạ phiệp collective collective nó cứ sản mô hạ cứ cam bằng mô đông khỉa bằng mô châu khỉa và sản mô hạ phiệp chúng dùng mình lấy a word for a group of things people or animal etc chúng dân thành niêm sản mô hạ phiệp cứ chỉ bị mùi sản rập crom này vật thốt rồi còn mình nu rồi còn sạc chúng lại là chữ crom một cái họ đôi chỉ family và family from cửa xa team from jury và from hàng làm đồng chi from mê thầy vi jury
và carol và carol dương gì thì carol cứ người ta sắp thì hẳn nặng là sắp sắp chấm chứ địa tha sẵn chấm vì miền tràn trong đó miền cô của bay ngon tiền nó không nồng bài family từ cùng cụ xài chẳng thòng đá miền cùng mặt đai bong pro ôn sợi chẳng tận miền tràn không chẳng nâng ấy cái hào thác collective nào trên điểm lại cái nạn sầm màu hạ miền lại cái nạn tha chỉ crom này mà nút crom này sát crom này vật thổ nó không nồng bạn. Ok, chúng ta bóng phôn dưới một niềm sang màu hát. Thiếp chúng ta chôn tư ở hết niềm trong cao. Thì niềm trong cao thì như thế này compound noun là compound noun. Và với tức chứ compound noun. Compound noun như ta thành niềm xong và compound xong kìa. Chúng ta dùng một nơi này compound noun cứ two or three nouns. Two or three nouns appear together. Two or three nouns appear together. Ta niêm pi được cộng bấy đã lịch láng rùm khỉa appear together bà. Chứ mà đây ta niêm nó phải chô khỉa pi được cộng bấy niêm chô khỉa or even with other parts of speech bà. Rứa có bê khác của việc rùm bởi chô chứ mùi nâng thả nạp bịp xây tiết đôi chứ mùi thả nẹ chứ mùi nâng côn niêm bà chứ mùi nâng và thị trắng cư miền là thân nhẹ hành con là niềm để đẹp xong cho mối niềm đây là thân niềm xong chân của tiêu hoa là six pack và six pack là ta các bà phụ của mối phát nọt và của mối six pack nữa. Và chân của miền lịch mối hành pack và cho cái five-year-old và five-year-old xong ra là mà nó đang miền là dụ pram cho nằm chẳng á five chứ mình five mình year mình old cho kia and son-in-law và son-in-law con phải sạc pro và son-in-law snowball và snowball snowball cứ snowball cứ nào tha đom prl và prl đập bal prl để thì vùng mùl thì thơ đông mùl prl nó phải là chặt cõng thì chẳng thì thơ snowball rung đông thì cõng mù chô kia tức là cái chữ bào bào thông mùi dân thật và mailbox và mailbox chẳng tuy nhiên niềm pì là nó snow bốc cho mùi bò mail bốc cho mùi bọc chô kia nhất nên cái hàng tham phục hết niềm xong hàng miền phục hết niềm xong chán tiết và đang kìm lực chìa thì họ tập phần năng thế và chẳng dương mà đo tì bình chọc ấy xin thông tham bóng ôn tam toàn tì tập hệ tì muối tì tì bây tì bồn tì tam tì phẩm mùi chẳng bà xin bóng ôn ạ toàn chí mạng miên xùm nua rồi coi chí miên xùm bóng ôn ấy bóng ôn xe nằm trong cảm ơn comment tớ hay complete check like and share video đi và hay xin rắp bóng ôn ạ toàn bàn subscribe channel bọc nhé cho chúng tôi subscribe và đã được cần đần nấu video khó cho mình lựng la ngầm pi tập hết này kỳ giả sản và thêm lần diễn pi là với tới chiều vợp và với tới chiều kỳ giả sản màu trái chun là bóng ổn là bởi sạc sàng và chun phôi bóng ổn mình sống kịp đó cũng tích trong trăm tạm đàm thức nào video xin tiếp và xong chung đẹp lý chun phôi sống kịp đó.